Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm món củ cải ngâm chua ngọt một cách đơn giản nhất và nhanh nhất. Trong vòng từ 8 tiếng là mình có thể là mình dùng củ cải này được rồi. Và hôm nay mình sử dụng là 1 kg củ cải trắng và khoảng là 1 đến 2 kg củ cải đợi cà rốt nha. Củ cà rốt này thì mình sử dụng, mình thích ăn nhiều thì mình sử dụng 2-3 củ cũng được luôn. Củ cải này sau khi mình mua về mình rột sạch, mình rửa, mình để ráo ha. Ngoài củ cải ra thì ở đây mình sử dụng thêm giấm nè, giấm và cái phần đường nha. Thì các anh chị mình sử dụng thêm là một xíu muối nữa. Giấm này thì mình sẽ để qua một bên rồi một chút mình sẽ chia sẻ cái công thức mình để nấu giấm nha. Thì cái phần củ cải này nè các anh chị, sau khi mình rọt thì mình để khô. Bây giờ mình sẽ thái cái củ cải này ra. Cái phần củ cải này thì mình sẽ xắt ra, các anh chị xắt tròn ha, xắt mình bao sợi ha, mình xắt tròn ha, mình xắt dài gì cũng được luôn nha. Ở đây thì mình sẽ xắt cọng dài nha các anh chị. Mình sẽ thái ra, mình làm từ từ trước ha. Sau đó thì các anh chị dùng cái bàn chận á, mình chận cho nó đẹp thôi chứ mình xắt ra cũng được luôn. Mình xắt mỏng á, xắt mỏng hay dày gì cũng được hết luôn các chị. Cái phần củ cải đỏ này mình sẽ làm mỏng hơn tí xíu nha các chị. Sau khi mình thái xong rồi mình sẽ cho cái phần củ cải này vào trong cái thau nha, để cho cái phần củ cải này nó ngon, nó giòn và nó mau thấm. Thì ở đây mình sẽ cho muối vào trong cái phần củ cải. Mình cho muối vào này trong củ cải mình ướp khoảng là 15 phút nha các anh chị. Chủ yếu là mình cho muối vào để đây cho cái phần củ cải cái độ hăng của nó. Mình sẽ cho đây là nửa muỗng cà phê. Độ hăng của phần củ cải nó ra ha, và nó xẹp xuống ha. Mình lắc lắc lên hết hồi nó tự ra nước nha các anh chị. Tiếp theo thì mình sẽ nấu cái phần giấm đường nha. Ở đây thì mình sử dụng cái chén nào thì mình sử dụng cái đường đó nha. Chén mình sử dụng đông cái phần đường luôn nha các anh chị. Đây mình sử dụng 1 chén giấm. Với cái số lượng này thì mình sử dụng khoảng là 2 chén đến 3 chén giấm nha. Mình sử dụng 3 chén giấm nha các anh chị. Mình sử dụng ở đây để cho làm cái món này nó ngon và nó được đậm đà hơn. Thì ở đây thì mình sử dụng toàn là giấm không, mình không có sử dụng nước nha. Nước sẽ làm cho củ cải của mình mềm. Đây là những con giấm nè, mình có thể mình vớt ra cũng được luôn. Mình sử dụng đây 3 chén giấm. Nếu mà giấm chua thiệt chua là mình có thể là mình sử dụng khoảng là 2,5 chén đường. Còn nếu mà giấm nó không chua thì mình làm cái phần củ cải này nó hơi lợ lợ thì mình sử dụng khoảng là 2 chén đường thôi nha các anh chị. Hôm nay mình sử dụng đường cát ha. Hồi nãy mình đông cái phần giấm nhiều là nó ngang cái vạch nè, ngang cái vạch này thì giờ mình sử dụng cái đường cũng vậy luôn, cũng ngang cái vạch đó luôn. Đây, giấm của mình nó rất là chua cho nên mình sử dụng khoảng là 2,5 chén nha. Và tiếp theo nữa là mình sử dụng đây là 1 muỗng cà phê nhỏ muối nha các anh chị. Muối hột hay muối bọt gì cũng được. Bây giờ thì mình sẽ bắt lên mình nấu nha. Nấu cái phần giấm đường này nha, cho nó tan ra và nó sôi lên tầm khoảng 1-2 phút là được ha. Khi nó sôi ra, nó tan đường ra hết rồi mình sẽ nêm á. Cái vị này nó phải chua chua ngọt ngọt và dằn vào tí xíu muối nha. Cái này sau khi mình nấu cho nó sôi tan đường rồi mình nêm thử nha, nó có vị chua chua ngọt. Tại vì cái tùy theo giấm là mình cho cái lượng đường khác nhau. Ví dụ như giấm chua thì chua là mình có thể là mình cho 3 chén giấm, 3 chén đường nha. Còn nó chua vừa vừa thôi là mình có thể là mình giảm cái lượng đường lại. Nãy mình cho vào trong đây là 4 chén giấm, 3 chén đường nè. Tại vì á, mình nấu cho nước giấm đường này cho nó dư á, cho nên mình cho 4 chén chứ 3 chén là được rồi các anh chị. Nó sôi lên rồi mình vặn cái lửa nhỏ, mình nấu tầm khoảng là 1 đến 2 phút nữa thì để cho cái phần giấm đường này cho nó được tan hết ha. Mình nấu cái giấm đường á là nó trong như thế này, nước nó trong là nó được nè các anh chị. Mà mình làm khi mình ngâm những món á nó rất là ngon, nó vừa đậm đà luôn á. Còn nếu mà mình nấu mà nó nước nó chưa trong á, nó đục đục là cái phần đó nó không được ngon nha. Trong và đục như trong như thế này thì nó ngon hơn nè. Mình ngâm cái phần dưa cải này tầm 15 phút là các bạn thấy nó ra nước và nó xìu xuống, nó xẹp xuống vậy là được rồi. Bây giờ thì mình sẽ đem đi mình rửa nha. Mình rửa mà mình để cho nó ráo nước, thiệt ráo nước luôn nha các anh chị. Cái phần mình thắng giấm đường này nó nguội rồi, mình sẽ cho vào trong cái hũ hoặc cái keo gì đó để mình nhận nha. Mình làm cái phần dưa này. Giờ thì nước chấm đường đây nó nguội thiệt là nguội rồi, mình sẽ cho vào trong đây ha. Mình cho vào trong đây, mình cho phải ngập luôn nha. Khi mình cho nó ngập rồi mình đậy lại nha các anh chị. Mình đậy lại khoảng là 8 tiếng sau là mình có phần phụ kiệu để mình ăn. Cái phần dưa cải chua ngọt để mình ăn rồi đó. Mình sẽ để ở ngoài. Sau khi mà mình để nó khoảng 8 tiếng hoặc qua đêm rồi, mình sẽ để trong mát của tủ lạnh á, để mình ăn gần ha. Đây, sau khi mình cái phần củ cải mình đã làm xong rồi, mình để qua đêm này các anh chị. Đó. Mình để từ khoảng là 7-8 tiếng là mình ăn được rồi. Và cái phần dưa này á, củ cải này á, cải mình ngâm chua ngọt nè, nó rất là ngon nha, nó vừa ăn á. Và thứ hai nữa nó giòn, nó không có bị mềm nha. Bây giờ thì mình sẽ thử một miếng á, để cho các anh chị xem cái độ giòn của cái phần củ cải ngâm chua ngọt này nha. Nó chua chua, nó ngọt ngọt, nó không có ngọt quá, ngọt lợ á. Và cái phần này nó cho quay mình ngâm thì nó vừa ăn, mình để càng lâu thì cái này nó thấm gia vị, nó ngon lắm các anh chị. Mình ăn chung với thịt luộc nè, lẩu tai heo nè, và mình ăn chung với thịt nướng đồ rất là ngon nha. Và đặc biệt là mình ăn chung với cái con bột chiên hay là cơm tấm gì đó. Anh chị thèm nè, thấy nó ngon lắm. Bây giờ thì mình sẽ gấp ra thử cho ra ngoài dĩa cho mình nhìn thấy kỹ hơn nha. Củ cải sau khi mình để hoa niêm là được để được khoảng là 7-8 tiếng rồi nè. Cái thấm đều nó rất là ngon nha các anh chị. Như thế là mình đã làm xong cái món dưa của cả ngày hôm nay rồi đó các bạn, các anh chị. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn, các anh chị trong những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.